bạn theo cái hành trình gông gũi của mình. Thì hôm nay mình đang có mặt tại thị trấn Mỹ An. Những lượt đăng ký của các bạn là động lực cho mình để tìm đến nhà những cái cô chú hoàn cảnh khó khăn. Và hôm nay mình có tìm được gặp một cái căn nhà của một cái chú này ở ngay thị trấn Mỹ An. Nhưng mà chúng ta thấy đây là một cái căn nhà tạm bợ của chú nè. Dạ con chào chú. Dạ chú tên gì chú hả? Nguyễn Nhân Bé. Nguyễn Nhân Bé hả? Chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 63. Chú bé 63 hả? Chú bé ở trong cái ngôi nhà này lâu chưa? Lâu rồi. Lâu lắm hả chú hả? Khoảng bao nhiêu năm mà chú? Mấy chục năm rồi đó. Cái căn nhà này hả? Ôi con thấy cái căn nhà này mình xung quanh là dùng rừng bằng bạc với tôn này, nắng không chú? Nắng chứ. Nóng dữ không? Vậy hả? Hàng ngày chú làm cái công việc gì? Ai đồng mướn đồ làm, cũng là một mũ đồ không chứ làm gì giờ. Vậy hả? Bây giờ chú sống một mình? Sống mình. Sống mình lâu chưa? Lâu rồi, mấy chục năm rồi. Sống một mình là mấy chục năm rồi. Con cái của chú lớn chưa chú? Lớn rồi. Ê, con không ngờ là chú sống ở cái khu ẩm thấp này. Cái nền này là của người ta hay là của chú ơi? Của người ta. Của người ta hả? Con thấy hai bên đồ gác như là các bạn thấy nè. Gác với lại cô chú anh chị thấy nè, gác với lại những cái vật dụng người ta ẩm thấp cái nền. Nó có muỗi không chú bé? Có chứ. Muỗi nhiều không chú? Chú mở cái cửa cho con vô nhà chú xem được không? Được. Rồi chú ở gì người ta có đuổi chú đi không? Không. Không hả? Rồi có điện đài gì không chú? Không. Không có điện luôn. Sống điện này luôn à. Dạ. Sống điện đường nè. Điện của cái đèn hả? Đèn của đèn đường hả? Rồi chú hàng ngày là chú ai mướn gì chú làm đó? Xin lụng từ thiện ăn chứ làm gì. Có gạo không? Không. Không có gạo không? Không chú... có nồi luôn. Trời ơi. Không có nồi nữa, cơm gì nấu được hả? Xin được thiện ăn mà. Vậy bây giờ chú như bao nhiêu tuổi thì còn sức lao động nổi không? 63. Ý con biết là chú 63 tuổi rồi nhưng mà còn đủ sức lao động không? Được. Được hả? Chú là chú bé. Trời ơi nghe các bạn nè, không ngờ được cái thấy cái hoàn cảnh của chú ở như thế này nè. Chú nghiện rượu nghiện rượu hả? Không, buồn uống à, thôi vợ mấy chục năm rồi. À vì thôi vợ nó mấy chục năm nên chú cứ say xỉn hả phải không? Đây. Mất cái nồi luôn. Tấm ảnh này của chú hay gì chú? Đây là cái đồ ăn mà chú dùng để có gì đâu đủ mà không có gì đó vậy đó. Những cái này chú dùng để đi xin ăn đó hả? Trời ơi, rồi chú tắm rửa ở đâu? Tắm rửa xuống sông. Xuống sông tắm hả? Trời ơi, con không ngờ là chú sống cực khổ gì luôn á. Ồ, cái lô nước này chú vật dụng của chú đây hả? Ồ. Chú có bệnh hoạn gì không chú? Không. Khỏe hả? Thì hàng ngày là chú vô bệnh xin ăn ở đâu người ta cho? Thiện á. Các bạn thấy những cái lỗ như thế này là để cho muỗi nó sẽ vào nè. Mưa tối có tạt gì không chú? Không. Không tạt hả? Ôi ô, mấy chục năm ở đây luôn hả chú hả? Thấy khổ không? Chú giỡn mấy chục năm rồi. Vậy là chú buồn chú phải nhậu hoài. Không lẽ rồi có bạn bè gì nhậu không hay là chú mình nên? Rồi con cái chú lớn chưa? Lớn rồi, một trai một gái. Chú ta cái mùng này con chú là không cuốn quá hả? Không, để vậy tôn trong vô ngủ. Đây, thì các bạn thấy ở trên nè, những cái mái tôn thì nó còn những cái lỗ nè, tối này mưa nó có giọt không chú? Giọt ra ngoài, giọt. Giọt hả? Rồi con không ngờ là chú ở cực khổ. Hôm trước thì mình có quay một cái hoàn cảnh là ở cặp với nghĩa địa nhưng mà chú này còn khổ hơn nữa nè. Hôm trước còn có người giúp đỡ còn chú này toàn xin ăn. Đây là cái mùng của chú nè. Chú để năm này qua tháng kia hả? Chú có giặt không? Chú có thấy nó ấy? Không có giặt, không có nước đâu giặt. Không có nước giặt hả? Đó. Thấy không? Các bạn thấy không? Cái bình này bình gì đây chú? Dạ. Bình ở trong đó đó. Bình không á. Vậy hả? Ừ. Nè ra cho nè, chưa bán đó. À cái này là chú dùng để móc chơi chai đó hả? Ghê nè, ở dưới này ẩm thấp lắm nè các bạn. Đúng, chúng ta thấy à, mới lên đây mới thấy chú bé sống cực khổ vậy. Con không ngờ là chú lại sống cực khổ vậy đó. Ủa con nghĩ là
Rồi mấy miếng con này là chú kiếm ở đâu có hay là tao cho luôn? Chú em cho, em mà sầu á. Vậy hả, em là bên xây dựng hả? À. Đây nè, đây là bên hông nhà của chú bé. Chú à, dừng bằng một cái miếng bạc như thế này. Đó. Một cái miếng bạc như thế này thì mưa bên đây nó lùa qua. Tạc ạ. À. Tạc hả chú ha? Tạc à. Ở trên này thì cái mái tạm bợ như thế này nó cũng sẽ nhiễu xuống. Nhiễu. Nhiễu xuống hả chú hả? 63 tuổi rồi. Giờ bỏ giờ chú bỏ chú đi khoảng nhiêu năm rồi? Nay là ba mấy năm rồi đó. Ba mươi mấy năm hả? Quay cô chú trước đây là ở đây hay là ở đâu? Đây, ở đây. Ở đây hả? Mà ở đậu. Ở đậu. Sáng chú thường ngủ ở trong này hoài hay là chú có đi ra võng gì nằm không? Có, đó võng đó, võng mới cuốn nè. À, chú ngủ ở đằng này đây hả? À. Sáng thì còn lại con thấy là chú có cái võng ở đằng này. Có võng nè. Này các bạn. Đây cặp ở đây là ở dưới này là cái cống hả chú hả? Cống này không là nước. Ở dưới này là cái cống nè các bạn, cái cống và thoát nước của thị trấn á. Thì đây là cái cống ở thị trấn này đó, thì nước nó sẽ xuống đây và chú này nhà chú, cái dách của chú thì ở bên đây nè đó. Chúng ta thấy khi đến đây thì mới thấy được cái khó khăn của chú. Diện tích của căn nhà này thì của cái mái che này thì khoảng là khoảng 9 mét vuông đó, cái võng của chú đó, hằng ngày chú dùng để chú ngủ. Rồi chú lâu lâu chú nhậu bữa này, rồi nhậu hoài à. Chú có đi làm nổi không? Rồi không mướn rồi, già không mướn. Già không mướn nữa hả? Rồi sau này già rồi sao chú tính sao? Sao giờ biết sao? Con bỏ hết rồi mà. Con bỏ chú có thường ghé thăm chú không? Không. Không ghé thăm luôn hả? Trời ơi. Con không ngờ là chú cái căn nhà cái trại cái này giống như thu cái trại của chú. Thì hai bên dắt ở đằng sau. Chỉ cái dách tôn là ở đây là cái dách được dựng bằng tôn đó, với lại ở trên cái mái này. Còn ở bên hông của chú á là chú sẽ dựng bằng miếng bạc. Ở ngoài sau này ở trong cái khu nhà của chú là miếng bạc luôn. Đúng. Và rồi. bên trái này là bên phải ở bên đây á cũng là bạc chú luôn. Cũng dựng bằng miếng bạc luôn, và đặc biệt là nó sẽ nằm bên cái hố ga của cái thị thoát nước của thị trấn. Ở đây thì ẩm thấp rất là nhiều, muỗi rất là nhiều. Đó. Ở cái nhà của cái bên chú đây là cái gì của người ta hả? Người ta che hả? Cái này thì nhà của chú thì nó chỉ lớn hơn cái trại chứa đồ vật dụng của người ta tí xíu rồi. Trời ơi. Đây nè, đi ra ngoài sau cho các bạn xem nè. Đây là nhìn từ đằng sau nhìn tới nè, cũng là một miếng bạc nè. Đó, chúng ta thấy là một cái miếng bạc đó. Ở dưới này thì có một cái lỗ nè của cái miếng bạc, nó còn nó bị chú cắt ra cho gió nó mát hay sao á. Không ngờ là mình lại gặp chú bé này thì hoàn cảnh lại như vậy. Trước đây thì chú cũng làm mướn không hả chú bé? Ờ, làm mướn mà. Giờ là nó già rồi, tao không mướn nữa. Già rồi tao không mướn nữa hả? Ừ. Vậy hả? Rồi xin cơm từ thiện nha. À. Thấy khổ không? Rồi chú ngủ hoài vậy đó hả? À. Chúng ta này chú dở cho con coi cái lưu có vật dụng gì nhà của chú thì không có cái thứ gì quý giá hết bạn. Ngoài cái giường đưa để chú nghỉ lưng ngồi tối với là cái lưu. Nói chung là ở đây thì vô nhà của chú thì hoàn cảnh khó khăn, nhà ẩm thấp nên nó hôi. Chén không à? Chén không hả chú hả? Không có gạo luôn. Không. Không có nồi luôn. Không có một hộp gạo luôn. Không có nồi luôn. À, khổ không? Vậy mà chú vẫn cười vui vẻ hả? Rồi con quay gì cho ta thấy cái hoàn cảnh cực khổ của chú. Rồi con cảm ơn chú bé, chào chú bé, chúc chú bé sức khỏe ha. Rồi chú nên bớt nhậu lại ha chú ha. Anh hạn chế nhậu lại buồn thì buồn, nhưng mà mình phải hạn chế nhậu lại ha chú. Rồi đây là hoàn cảnh nhìn chú bé 63 tuổi các bạn, ở thị trấn Mỹ An, sống trong một cái căn trại. Các cô chú anh chị thấy là sống trong một cái căn trại này là khoảng 9 mét vuông, ba dách thì được che bằng một cái miếng bạc, và một dách còn lại á thì là bằng cổng trước đó thì được miếng tôn cũ lắm rồi. Sống ở bên một cái hố ga, cặp bên một cái hố ga đó. Rồi mình kết thúc các bạn, con chào chú.